sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Cô rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay chúng ta học thuộc tuần 9, ôn tập giữa học kỳ 1, từ tiết 1 đến tiết 7. Bây giờ, các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa trang 74 để chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhé. Đầu tiên, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với tiết 1. Ở đây, tiết 1, bài đầu tiên yêu cầu đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc thành tiếng bài thơ Tiếng Chim của tác giả Thanh Hào và sau đó sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ các con hãy quan sát vào trong sách giáo khoa, nghe cô đọc bài Tiếng Chim và đọc thầm theo nhé. Tiếng chim, sau mưa chim hót tưng bừng, ngỡ cơn mưa nở ra từng đàn chim, đầy không gian tiếng gọi tìm, giơ tay từng chạm vào nghìn âm thanh. Vườn cây lá mượt mà xanh, tiếng chim nặng trĩu đầu cành bềnh bông. Bên sông dựng chiếc cầu vồng, rùng rình gánh tiếng hót cong hai đầu. Vườn đông ló mặt đỏ au, gió xua mây xám cho bầu trời xanh. Mái trường rực rỡ bình minh, chúng em đứng giữa âm thanh màu hồng. Tiếng chim rộn rã từng không, sân trường em cũng một vùng xôn xao. Của tác giả Thanh Hào. Các em đã vừa nghe cô đọc mẫu bài thơ Tiếng Chim. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tự đọc lại bài thơ và đi trả lời các câu hỏi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến câu số 1. Đọc đoạn từ đầu đến cho bầu trời xanh và trả lời câu hỏi sau. Tác giả tưởng tượng những đàn chim từ đâu tới, vì sao? Các con hãy đọc cho cô đoạn từ đầu đến bầu trời xanh và trả lời câu hỏi nhé. Và cô có câu trả lời như sau. Tác giả đã tưởng tượng những đàn chim tới từ cơn mưa do cơn mưa nở ra đàn chim. Vì do sau cơn mưa bỗng xuất hiện nhiều tiếng chim hót tưng bừng hơn. Chúng ta đã vừa cùng nhau làm xong câu số 1. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với câu số 2 nhé. Đề bài của câu số 2 đó là đọc đoạn từ đầu đến cho bầu trời xanh và trả lời câu hỏi những hình ảnh nào cho thấy tiếng chim lấp đầy không gian. Các con hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Và ở đây cô có câu trả lời như sau. Hình ảnh nào cho thấy tiếng chim lấp đầy không gian? Đó là hình ảnh chim hót tưng bừng, đầy không gian tiếng gọi tìm, chạm vào nghìn âm thanh. Cô và các con đã cùng nhau giải xong câu số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 3 nhé. Câu số 3 ở đây đó là đọc đoạn từ vườn cây đến hết và trả lời câu hỏi chiếc cầu vồng bên sông có gì đặc biệt? Các con hãy quan sát đọc đoạn từ vườn cây đến hết và trả lời giúp cô câu hỏi này nhé. À, ở đây cô có câu trả lời như sau. Chiếc cầu vồng bên sông gánh tiếng hót của chim nên bị cong hai đầu, chúc hai bên đầu xuống. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Đọc đoạn từ vườn cây đến hết và trả lời câu hỏi vì sao tác giả tả chúng em đứng giữa âm thanh màu hồng? Và cô có đáp án như sau. Âm thanh màu hồng là âm thanh của hạnh phúc, ấm áp. Các bạn nhỏ được học dưới mái trường. Âm thanh và những vẻ đẹp của trường chính là những thứ màu hồng của các bạn. Mái trường bảo vệ và ôm lấy các bạn học sinh. Chúng ta đã cùng nhau giải xong câu số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Em hãy trao đổi với bạn của mình. Em thích nhất hình ảnh nào trong bài và vì sao? Như vậy, ở bài tập số 2 này, các con cũng dựa vào bài thơ Tiếng Chim có bài tập số 1 để trao đổi với bạn của mình về hình ảnh mà mình thích nhất trong bài. Các con có thể dựa vào bài tham khảo sau đây của cô. Em thích nhất hình ảnh
ngỡ cơn mưa nở ra từng đàn chim, vì em thấy hình ảnh này thật kỳ diệu. Mưa vốn chẳng thể nở ra chim, không khí sau mưa trong lành đã làm đàn chim thoải mái, thích thú cất tiếng hót. Em thấy khung cảnh thật thanh bình và nhẹ nhàng. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong các bài tập có ở tiết 1. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với tiết số 2 nhé. Tiết số 2 của chúng ta ở đây đó chính là nghe và viết. Chúng ta sẽ nghe và viết văn bản ngồi trưởng nơi đầu ngọn gió, sách giáo khoa trang 75. Bây giờ các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa trang 75 để chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhé. Bài tập 1 yêu cầu nghe và viết. Ở đây, các con sẽ nghe giáo viên của mình đọc và viết lại một đoạn văn có trong bài đọc Ngôi trường nơi đầu ngọn sóng của tác giả Phan Phùng Duy. Bây giờ cô sẽ đọc cho các con bài mẫu nhé. Ngôi trường nơi đầu ngọn sóng. Trường tiểu học sinh tồn nằm giữa những hàng cây phong ba, cây bàng vuông xanh thẫm trên đảo sinh tồn đầy nắng gió. Hàng năm, trường đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân xã sinh tồn, câu lạc bộ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, các bạn nhỏ ngày một trưởng thành và thêm yêu biển đảo quê hương. Của tác giả Phan Phùng Duy. Các con dưới sự hướng dẫn của thầy cô, hãy lắng nghe lời đọc của thầy cô và viết lại đoạn văn nhé. Các con hãy chú ý xem, trước các từ mà bản thân thấy khó hiểu, dễ nghe nhầm để tra nghĩa, và các con hãy lưu ý là viết sạch đẹp, giữ nét chữ thoáng và dễ nhìn nhé. Chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong câu số 1, bây giờ cô cùng các con sẽ đến với câu số 2 nhé. Đề bài của câu số 2 yêu cầu chúng ta viết tên. Ở đây, yêu cầu chúng ta viết tên trường mà em đang học, Ủy ban Nhân dân phường, xã nơi em ở và một câu lạc bộ mà em biết. Và ở đây cô có sự hướng dẫn như sau. Dựa vào thông tin của mình thì các con hãy viết thông tin vào những chỗ trống. Trường của em tên là trường tiểu học... Ủy ban Nhân dân phường, xã nơi em ở là Ủy ban Nhân dân... Và câu lạc bộ mà em biết là câu lạc bộ... Như vậy, cô và trò chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong tiết 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết số 3 nhé. Và tiết số 3 ở đây của chúng ta đó là nói và nghe, nói về một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường. Sách giáo khoa trang 76. Bây giờ các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa trang 76 để chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhé. Và câu hoạt động đầu tiên của tiết 3 đó chính là nói về một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường dựa vào gợi ý sau. Ở câu A, giới thiệu hoạt động trải nghiệm thú vị dựa vào nêu tên hoạt động, thời gian, địa điểm, người tham gia và gợi ý khác. Và ở đây cô có gợi ý mẫu đó là các hoạt động tham gia ngày hội trăng rằm, tham gia thi đấu bóng đá và tham gia chăm sóc vườn rau. Các con hãy dựa vào những gợi ý của cô hoặc là dựa vào những trải nghiệm thú vị của mình đã được trải qua ở trường. Hãy viết một hoạt động trải nghiệm thú vị, giới thiệu về chúng để cho các bạn cùng biết nhé. Và cô có bài mẫu như sau. Em đã biết và tham gia một hoạt động thú vị, tham gia ngày hội trăng rằm. Tên hoạt động, ngày hội trăng rằm đêm trung thu. Thời gian, 20 giờ tối, vào đêm rằm tháng 8 âm lịch. Địa điểm, nhà văn hóa, phường, xã. Người tham gia, cô chú cán bộ phường, xã và các bạn nhỏ, các bác phụ huynh. Chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong câu A. Bây giờ cô cùng các con sẽ đến với câu B nhé. Và đề bài của câu B yêu cầu nói về một hoạt động trải nghiệm, tập trung vào những điều thú vị thể hiện qua những việc làm, lời nói và gợi ý khác. Và thứ hai đó là chú ý đến cảm xúc của em và những người xung quanh khi tham gia hoạt động và về sản phẩm hoặc kết quả của hoạt động. Và cô có gợi ý cho cô B như sau. Nói về hoạt động trải nghiệm, tập trung vào những điều thú vị thể hiện qua những việc làm đó là trẻ em vui chơi, người lớn bày cỗ, chuẩn bị chương trình, lời nói, vui tươi, rộn ràng. Các hoạt động đó là nhiều trò chơi vui và có những bài văn nghệ hay. Và tiếp theo đó là chú ý đến cảm xúc của em và những người xung quanh. Khi tham gia hoạt động thì sẽ có cảm xúc là háo hức, vui vẻ, cười đùa. Và về kết quả của hoạt động đó là các bạn trẻ được vui đùa, ăn uống và nhận quà. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với câu C. Đề bài của câu C đó là bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em khi tham gia hoạt động trải nghiệm.
các em hãy suy nghĩ và bày tỏ cảm xúc của mình khi tham gia hoạt động trải nghiệm nhé. Và cô có gợi ý như sau. Suy nghĩ, cảm xúc của em khi tham gia hoạt động trải nghiệm đó là em rất vui, chờ đón có thêm những hoạt động vui như này khi chưa tới rằm tháng 8. Cô và các con đã cùng nhau thực hiện xong câu số 1 ở tiết 3. Bây giờ ta sẽ cùng nhau đến với câu số 2 nhé. Và đề bài câu số 2 ở đây yêu cầu các em hãy cùng bạn bình chọn lại bài nói về nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn và giọng nói truyền cảm. Và ở đây, cô có sự hướng dẫn như sau. Con và các bạn hãy cùng nhau bàn ra và bình chọn những bài nói tốt dựa trên các tiêu chí mà bài đã đưa ra. Như vậy, cô cùng các con đã cùng nhau thực hiện xong những bài tập ở tiết số 3. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết 4 nhé. Và tiết 4 ở đây của chúng ta đó là luyện từ và câu, tìm danh từ, động từ và tính từ, sách giáo khoa trang 77. Bây giờ các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa trang 77 để chúng ta cùng nhau học bài nhé. Và câu hỏi đầu tiên của tiết 4 đó là tìm danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn văn dưới đây. Và ở đây chúng ta có một đoạn văn mẫu theo tác giả Vũ Tú Nam. Bây giờ các con hãy nghe cô đọc, quan sát để tìm ra các danh từ, động từ và tính từ có trong đoạn văn nhé. Cô đọc đoạn văn như sau. Cái dàn mướp bố tôi bắt, chìa ra mặt ao như mái nhà. Mầm cây mới lên, chỉ có mấy cái lá mảnh mai, màu xanh như mèn sứ. Ít hôm sau, mướp đã leo thoăn thoắt lên tới mặt dàn. Những tay mướp mềm mại, thành mảnh, ngóc lên rung rinh trước gió. Chẳng bao lâu, dàn mướp đã xanh những lá. Theo Vũ Tú Nam. Các con hãy suy nghĩ và làm bài nhé. Và ở đây cô có bài mẫu như sau. Trong đoạn văn, các danh từ là dàn mướp, ao, mái nhà, mầm cây, lá, men sứ, hôm sau, tay. Các động từ là bắt, chìa, lên, leo, lắp. Và các tính từ là mảnh mai, xanh, thoăn thoắt, mềm mại, thành mảnh, rung rinh và xanh Chúng ta đã cùng nhau làm xong bài số 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài số 2 nhé. Và đề bài số 2 ở đây yêu cầu tìm 2 đến 3 tính từ chỉ đặc điểm của tiếng suối, tiếng thác. Ví dụ như là ào ào, chỉ đặc điểm của ánh nắng, ví dụ như là rực rỡ, và chỉ đặc điểm của con đường, ví dụ như là thẳng tắp. Các con hãy suy nghĩ và cùng nhau làm bài nhé. Và ở đây cô có bài mẫu như sau. Những tính từ chỉ đặc điểm của tiếng suối, tiếng thác, ví dụ như là róc rách, ầm ầm, rì rào. Những tính từ chỉ đặc điểm của ánh nắng, ví dụ như là chói chang, đèn lói, vàng ruộng, ấm áp. Và những tính từ chỉ đặc điểm của con đường, ví dụ như là quanh co, uốn lượn, xích sắc và gập ghềnh. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ tiếp tục đến với bài số 3 nhé. Và đề bài số 3 ở đây yêu cầu tìm thành ngữ so sánh có các động từ, tính từ sau. Ở đây, cô có các động từ và tính từ như là yếu, nhanh, phi, chậm, chạy và khỏe. Và cô có câu mẫu như là nhanh như chớp. Các con hãy suy nghĩ và tìm ra các thành ngữ so sánh có các động từ và tính từ bên dưới nhé. Và cô có bài mẫu như sau. Các thành ngữ đó là yếu như sên, nhanh như thỏ, phi như ngựa, chậm như rùa, chạy như bay và khỏe như voi. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với bài số 4 nhé. Và đề bài số 4 ở đây yêu cầu viết đoạn văn ngắn kể về một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường. Và cô có bài mẫu như sau. Mỗi buổi sáng, em rất háo hức được dự giờ chào cờ của trường em. Không hiểu sao, thầy tổng phụ trách rất tài năng. Mỗi tuần, thầy đều xây dựng các tiết mục văn nghệ, chương trình giao lưu cho chúng em. Tuần này thì chủ đề an toàn giao thông, các bài hát, chương trình tặng mũ bảo hiểm, hoạt cảnh đóng tai nạn giao thông. Tuần khác thì chủ đề tà áo dài Việt Nam. Các bạn nữ và cô giáo dắt tay nhau đi trình diễn áo dài quanh sân trường, vân vân. Có lẽ đây là điều làm em âm thầm yêu mến trường lớp của mình hơn chăng? Như vậy, chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong các bài tập ở tiết 4. Bây giờ,
chúng ta tiếp tục đến với tiết số 5 nhé. Và tiết số 5 ở đây của chúng ta đó là viết sách giáo khoa trang 78. Bây giờ, các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa trang 78 để chúng ta cùng nhau bước vào học nhé. Và đề bài ở đây yêu cầu viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe, có nhân vật là đồ vật hoặc là con vật. Và cô đưa ra một số gợi ý như sau. Em đã đọc, đã nghe những câu chuyện nào có nhân vật là đồ vật hoặc là con vật? Và bên dưới, cô đưa ra 3 câu chuyện gợi ý. Đầu tiên là câu chuyện về chú sẻ và bông hoa bằng lăng. Thứ hai là câu chuyện cuộc chạy đua trong rừng. Và thứ ba là câu chuyện rất quen thuộc, đó chính là câu chuyện cóc kiện trời. Và tiếp theo thì em chọn kể lại câu chuyện theo cách nào? Ở phần mở bài là giới thiệu câu chuyện, thì em lựa chọn mở bài một cách trực tiếp hay là gián tiếp? Ở phần thân bài, câu chuyện bắt đầu bằng sự việc gì? Và diễn biến của câu chuyện ra sao? Chúng mình có thể kể theo các sự việc theo trình tự thời gian và kể các sự việc theo trình tự không gian. Và cuối cùng là kết bài. Kết bài thì các em có thể kết bài theo cách không mở rộng hoặc cách mở rộng. Và chúng mình hãy cùng bạn bình chọn bài văn kể chuyện hấp dẫn. Và cô đưa ra một câu chuyện mẫu như sau. Và ở đây, em viết bài văn kể lại câu chuyện về cóc kiện trời. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có tiếp xúc với những con vật nuôi ở nhà phải không các bạn? Con chó giữ nhà, con mèo bắt chuột, họa mi cá hát. Những con vật ấy thật đáng yêu làm sao? Nhưng có bao giờ bạn nào chú ý đến con vật nhỏ bé xấu xí, tưởng như là vô tích sự, mà lại có lần nó được phong là anh hùng không? Không nói ra chắc không ai nghĩ đến, nhưng khi tôi đọc câu hát này, các bạn sẽ thấy quen và ai cũng biết. Con cóc là cậu ông trời, ai mà cánh đánh cóc thì trời đánh cho. Tại sao con cóc lại là cậu ông trời? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện này nhé. Ngày xưa, không nhớ rõ vào thời kỳ nào, trời làm hạn hán rất lâu, sông hồ đều hết nước, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối chết khô, các loài vật mệt mỏi, rũ rượi thoi thóp dưới cơn khát. Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Cóc gặp cua, cua đòi theo. Cóc gặp gấu, gặp cọp. Gấu, cọp xin tháp tùng, cùng lên trời kiện tụng. Đi được một lúc, bốn con gặp, ong và cáo. Nghe nói chuyện lên trời, ong và cáo lại xin đi cùng. Thật là đại phúc cho muôn loài, xin các bác cho chúng em đi với. Chúng em nguyện theo các bác đến tận cùng trời, thẳng lên thiên đình, để làm cho ra lẽ và để tự cứu mình. Thế là cả bọn, tuy cổ họng khát khô, nhưng lòng đầy quyết tâm đã kéo nhau lên thiên đình kiện trời, dưới sự chỉ huy của chú cóc. Tới thiên đình, cóc thông minh nên phân công ai vào việc đó, rất hợp với tài năng của mình. Riêng cóc nhảy lên bậc, treo cái trống, để gióng trống kêu oan. Cóc đánh một hồi trống, làm vang động cả thiên đình. Ngọc Hoàng sai thiên lôi ra xem, coi chuyện gì thì chỉ thấy có một con cóc ngồi chễm chệ trên mặt trống. Thiên lôi vào tâu lại, Ngọc Hoàng bực mình, liền sai gà ra mổ cho cóc một trận lên thân. Nào ngờ, gà vừa mới bước ra, đã bị cáo nhảy tới vồ lấy mang đi. Ngọc Hoàng hay tin nổi giận, liền sai chó ra cắn cho cóc một trận, hết đường gây rối. Nhưng chó vừa hung hăng nhảy ra khỏi cửa, thì gấu đã tiến đến ăn thịt ngay. Ngọc Hoàng càng thêm tức giận, đập tay xuống bàn, thét thiên lôi ra ứng chiến, đánh cho cóc vài lưỡi búa đến tan xương nát thịt mới thôi. Nào ngờ thiên lôi vừa ra, bị ong đốt túi bụi vào mặt, mũi, tay, chân, đau quá, nhức quá, thiên lôi kêu cứu, rồi nhảy vào chung nước tránh lạ, thì lại bị cua dương, càng, kẹp vào mông đầu điếng. Hoảng hồn, thiên lôi vội nhảy ra, thì bị hổ tấn công, hổ vồ lấy thiên lôi, xé xác ra từng mảnh. Thế là quân của thiên đình bị một trận thất điên bắt đảo. Ngọc Hoàng thấy thế, bèn chấp nhận thương lượng với cóc, được lệnh cóc vào diện kiến Ngọc Hoàng và trình bày mọi lẽ. Tâu Ngọc Hoàng, nơi trần gian hiện đang khốn khổ vì nạn hạn hán, biết bao con người và muôn vật phải chết khô, chết khát vì thiếu nước. Mong được Ngọc Hoàng rủ nọng thương cho mưa xuống để cứu muôn loài. Nghe xong,
Ngọc Hoàng hứa sẽ làm mưa, và từ nay, nếu ở dưới trần gian có hạn hán thì các nghiến răng kêu lên mấy tiếng, Ngọc Hoàng sẽ cho mưa. Được Ngọc Hoàng hứa, Cóc mừng rỡ cùng các bạn về trần, ai cũng vui mừng hớn hở, tôn vinh Cóc có công lớn trong việc kiện trời. Vừa đến trần gian thì mưa to kéo đến, tưới mát cả ruộng đồng vườn tược, cỏ cây hoa lá bừng sống dậy. Cả muôn vật lẫn con người đồng ca hát, chào đón Cóc như một vị anh hùng cứu thế. Và từ đó, nhân gian mới truyền câu ca dao: con Cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh Cóc thì trời đánh cho. Vậy đó, công trạng của Cóc to lớn thế đấy, các bạn chớ coi khinh, xem thường Cóc nhé. Đừng chú ý vào hình thể xấu xí của nó, mà hãy nhớ đến chiến công xưa. Và kia, trời vừa đổ mưa ngoài kia, chẳng phải chăng chú Cóc vừa nghiến răng gọi trời? Như vậy, cô và các con đã cùng nhau thực hiện xong các bài tập ở tiết số 5. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đến với tiết 6, 7, đánh giá giữa học kỳ 1, sách giáo khoa trang 79 đến 81. Bây giờ, các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa trang 79 để chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhé. Và chúng ta đến với bài số 1. Bài 1 ở đây yêu cầu chúng ta đọc bài và thực hiện yêu cầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bài tập số 1. Và ở bài tập này, chúng ta sẽ luyện đọc bài đọc có tựa đề là Bức tường có nhiều phép lạ và thực hiện một số yêu cầu có trong bài tập số 1. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc bài mẫu trước nhé. Bức tường có nhiều phép lạ. Quỳ chống tay, tì má, nhìn lên bức tường trước mặt. Màu vô sánh mát hiện ra như tấm màn ảnh rộng. Quỳ đọc nhầm đề bài tập làm văn. Em hãy thả lại quang cảnh một trận mưa rào. Quỳ thở dài, trời thì nắng mà bài văn lại yêu cầu tả mưa. Quỳ nghĩ đến bố. Bố Quy là một người viết văn, bố tài thật, cứ ngồi vào bàn là bố viết được ngay. Cũng có khi, bố tì cầm lên tay, nhìn thẳng vào bức tường trước mặt. Nhìn một lúc, lúc nữa, rồi bố cầm bút, viết lia lịa, quên cả ăn cơm. Bức tường này có phép lạ gì đây? Nhưng sao Quy nhìn mãi mà bức tường chưa bảo Quy cách làm bài? Bố vào, đúng lúc quá. Quy chạy lại. Bố ạ, con nhìn mãi bức tường như bố nhìn, mà chẳng thấy trận mưa rào đâu cả. Bố hiểu ngay, tủm tỉm. Bố thấy những trận mưa rào hồi năm ngoái, năm kia. Con chạy ra nghịch mưa, ướt hết. Quy nhẹn cười. Vâng, bố còn gặp lại trận mưa bão khi bố còn bé tí. Bà nội đi cấy về, sấm chớp liên hồi. Quy chớp mắt. Bố có thấy cái thuyền giấy con thả ở rãnh nước không ạ? Có chứ. Cả chiếc ô tô chạy trong mưa. Hôm ấy, trời đang nắng thì mưa. Bố lại tủm tỉm. Thế mà con bảo chẳng thấy gì. Quỳ ngơ ngác. Thật đấy ạ. Bây giờ con ngồi vào bàn, mắt nhìn tường, nhưng con hay nghĩ đến những trận mưa con biết. Quỳ ngồi vào bàn, nhìn lớp bức tường và thấy chiếc thuyền giấy trôi bồng bềnh giữa sân. Những vai áo ướt sũng nước mưa của người đi cày và những hạt mưa đan nhau rơi xuống rào rào. Quỳ cầm bút, cắm cúi viết. Quên cả ngẩng lên nhìn bức tường có nhiều phép lạ. Chúng ta đã cùng nhau đọc xong bài. Bây giờ, chúng mình cùng nhau bước vào câu hỏi nhé. Và đề bài của câu hỏi đó là chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây. Và cô có các câu hỏi như sau. A. Vì sao Quy nhìn vào bức tường trước mặt khi làm bài? Vì bức tường có màu vôi xanh mát. Vì bức tường trông như tấm màn ảnh rộng. Vì trên bức tường có những cơn mưa. Vì bố Quy thấy bố nhìn vào bức tường khi viết văn. B. Từ ngữ nào sau đây phù hợp để nhận xét về bạn Quy? Chăm chỉ, nhút nhát, láo lỉnh hay là nhanh nhẹn? C. Nhờ đâu Quy viết được bài tập làm văn? Nhờ những hình ảnh từ bức tường có nhiều phép lạ hay nhờ những hình ảnh từ tấm màn ảnh rộng? Nhờ những hình ảnh bố chụp cho Quy ngày bé hay là nhờ những hình ảnh quen thuộc bố gợi ra? D. Bố hướng dẫn Quy viết bài văn tả cơn mưa như thế nào? Đầu tiên là nhìn vào bức tường, ngồi vào bàn, viết bài văn, nghĩ đến những trận mưa, hay là nghĩ đến những trận mưa, nhìn vào bức tường, ngồi vào bàn, viết bài văn, là nhìn vào bức tường, nghĩ đến những trận mưa, ngồi vào bàn và viết bài văn, hoặc là ngồi vào bàn, nhìn vào những bức tường, nghĩ đến những trận mưa và viết bài văn.
E. Trong câu hôm ấy trời đang nắng thì mưa có những danh từ chỉ hiện tượng nào? Nắng, mưa, trời, nắng, mưa, hay là hôm ấy trời nắng, hoặc là hôm ấy nắng, mưa. G. Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ in đậm trong câu nhưng sao Quy nhìn mãi mà bức tường chưa bảo Quy cách làm bài? Từ động viên, từ hướng dẫn, từ thực hiện hay là từ giúp đỡ? Và cô có đáp án như sau. A. Vì Quy thấy bố nhìn vào bức tường khi viết văn. B. Láu lỉnh. C. Nhờ vào những hình ảnh quen thuộc bố gợi ra. D. Các thứ tự đó là ngồi vào bàn, nhìn vào tường, nghĩ đến những trận mưa và viết bài văn. E. Các từ đó là trời, nắng, mưa và G đó là từ giúp đỡ. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện các câu hỏi và bài tập yêu cầu ở bên dưới. H. Vì sao bố kể cho Quy nghe về những trận mưa bố từng gặp? Y. Theo em là vì sao mà Quy nghĩ bức tường vôi xanh có nhiều phép lạ? K. Em biết thêm điều gì sau khi đọc bài? L. Đặt câu giới thiệu hoặc là nhận xét về một nhân vật trong bài học. Và cô có đáp án như sau. H. Bố kể cho Quy nghe về những trận mưa bố từng gặp để Quy cũng nhớ lại những trận mưa Quy thấy và được trải nghiệm, giúp Quy có chất liệu để viết bài văn tắm mưa. Y. Quy nghĩ bức tường vôi xanh có nhiều phép lạ vì bố của Quy mỗi lần ngồi vào bàn, bố nhìn thẳng bức tường, nhìn một lúc rồi bố lại cầm bút viết lia lịa, quên cả ăn cơm. Đây là phép lạ với Quy. K. Sau khi đọc bài, em biết rằng để viết bài văn tốt, không cần phải nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt, mà cần sự liên tưởng, tưởng tượng và nhớ lại những trải nghiệm trước đó của bản thân. Và L. Câu nhận xét của bạn Quy. Quy là một bạn nhỏ lém lỉnh, nhìn cuộc sống một cách chân thực và thật thà. Tâm hồn trẻ thơ trong Quy đang dần được nuôi lớn bởi người bố tài giỏi và khéo léo vô cùng. Chúng ta cùng nhau đến với câu số 2 nhé. Đề bài của câu số 2 yêu cầu thực hiện một trong hai đề bài sau. A. Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm thú vị của em ở trường. B. Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe về gương thiếu nhi tài năng hoặc dũng cảm. Bây giờ, các con hãy suy nghĩ, chọn cho mình một trong hai đề bài trên để làm bài nhé. Và cô có bài mẫu như sau. Cô sẽ chọn đề B. Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc về gương thiếu nhi vừa a dính dũng cảm. Trong những năm cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra vô cùng gay go, ác liệt, thì anh hùng Vừa A Dính là con người được sinh ra tại Lai Châu và sống trong gia đình với cơ sở cách mạng có truyền thống yêu nước. Bố của anh là cán bộ Việt Minh và bị thực dân Pháp giam cầm, sau đó thủ tiêu ở nhà tù năm 1949. Mẹ của A Dính là một trong những người tạo cơ sở kháng chiến của địa phương. Bà từng bị bắt và đưa về trại giam Đồn Bản Chăn do bị nghi ngờ tiếp tế cho Việt Minh. Đây chính là nguồn động lực thúc đẩy về tinh thần cách mạng ngay từ khi anh còn nhỏ. Từ khi anh năm 13 tuổi, mặc dù còn ít tuổi nhưng anh đã tự chủ động, xung phong làm liên lạc, tiếp tế nguồn lương thực cho nhân dân và các cán bộ cách mạng bị bao vây ở địa phương. Chính sự gan dạ, mưu trí và bản lĩnh kiên cường đã giúp cho anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự liên lạc được thông suốt dù rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nào. Cuộc sống của anh vô cùng lạc quan và yêu đời. Ý chí ham học hỏi bởi lúc nào anh cũng để quyển sách trong áo để có thể tranh thủ học. Anh được các anh trong đơn vị hỏi, sao A Dính đi và luồn rừng giỏi thế? Dính hồn nhiên trả lời, từ nhỏ em trèo núi, đi nhanh đã quen chân rồi. Đến năm 1949, giặc Pháp đã huy động lực lượng quân lính tại các đồn ở khu vực để vây và tiêu diệt đội ngũ vũ trang tuần giáo. Hôm đó, trời mù sương, Dính đã bí mật về gặp mẹ, mang theo cả 100 viên đạn mẹ mới trao. Không may bị rơi trúng vào ổ phục kích của giặc. Bọn giặc đánh đập tàn bạo, dã man Vừa A Dính. Bắt anh khai ra nhưng anh không hề hé miệng, kiên quyết giữ bí mật. Biết không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ thù, anh đã trả lời vờ gật đầu. Biết, biết. Sau đó, Dính được khiêng đến các ngọn núi để chỉ vị trí đóng quân của bộ đội. Đến chiều tối thì Dính lại chỉ về nơi sản xuất, Pháp ban đầu. Phát hiện bị lừa,
chúng đã xả băng đạn vào Vừa A Dính và treo xác lên cây đào cổ thụ. Vừa A Dính đã bị hy sinh vào chiều tối của ngày 15 tháng 6 năm 1949. Anh đã ra đi khi chưa tròn 15 tuổi. Vừa A Dính đã hy sinh không một chút run sợ. Mặc dù anh đã không còn có thể tiếp tục thực hiện cách mạng, nhưng đối với khí phách vô cùng kiên cường, bất khuất vẫn luôn thắp sáng cả núi rừng Tây Bắc. Con người ở nơi đây luôn tự hào kể về tấm gương của cậu bé người Mông. Ngày nay, Vừa A Dính đã được đặt cho nhiều liên đội, chi đội, nhà trường. Ngoài ra, qua chuyện Vừa A Dính đã được nhà văn Tô Hoài ghi lại tấm gương đó. Cùng với đó là ca khúc Vừa A Dính, người thiếu niên anh hùng và Vừa A Dính bất tử luôn được hát ngân vang tại các buổi sinh hoạt của đội. Ở tuổi 15, Vừa A Dính đã tự nguyện hy sinh về sự tự do của dân tộc, lấy lại cuộc sống hòa bình như ngày nay. Khi đọc bài viết này, chúng ta hãy tự hỏi bản thân đã làm được gì cho quê hương đất nước. Vì vậy, dù cho ở độ tuổi nhỏ hay lớn, thì mỗi chúng ta cần phải có ước mơ, có hoài bão cùng lý tưởng cao đẹp. Từ đó cần ra sức, chăm chỉ học tập, có trách nhiệm, đóng góp một công sức nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con thực hiện xong tiết 6, 7. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.